phần hướng dẫn cách nhập công trình từ một cái file dự toán trên Excel. Giả sử chúng ta có một cái file dự toán công trình bằng Excel và chúng ta muốn lấy nó vào trong dự toán G8 mà không phải mất công nhập các công tác, ví dụ mã số, tên công tác, đơn vị, khối lượng cũng như là các diễn giải phía dưới này. Đấy, và chúng ta làm cho nhanh chóng độ khoảng 2-3 giây gì đó thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta vào menu công trình, vào lấy công trình từ Excel. Hiện nay tôi có một số file Excel mẫu, tôi giả thiết rằng tôi có một file này tôi mở trước để các bạn xem. Tôi chọn Open ở đây. Đây là một file Excel mà của dự toán ACID phiên bản 2007 gì đó. Thì nó có một số công tác từ 1 đến 7. Công tác đầu là bê tông sản xuất bằng máy trộn. Đấy, đổ bê tông bằng thủ công, bê tông lót móng đá 46. Đến công tác cuối cùng là làm móng đường thoát nước. Chúng ta nhớ một số công tác này. Đấy. Bây giờ chúng ta có thể yêu cầu G8 tính lấy cái công trình này như sau. Chúng ta đóng lại. Chúng ta không cần phải mở file Excel cũng được. Giờ chúng ta chọn file này, chúng ta chọn Open. G8 hiển thị cho chúng ta một cửa sổ yêu cầu chúng ta lựa chọn là cái kiểu cái file Excel đó là được xuất ra từ cái phần mềm nào. Ví dụ như là phần mềm dự toán 97, dự toán 97 phiên bản 2000, 2008-09 của ACID, dự toán CE cộng cộng của Hải Hòa, CE Pro của Hải Hòa hay DKT vân vân, hay là Econ vân vân. Thì cái file vừa rồi chính là cái file dự toán của ACID phiên bản 2000-2008. Tiếp theo G8 hỏi chúng ta là cái sheet mà chứa tiên lượng. Đấy, sheet tiên lượng ở trong cái file đó là sheet nào. Thì G8 liệt kê chúng ta rất nhiều sheet mà có chứa trong đấy để chúng ta tự lựa chọn. Ví dụ như đây liệt kê là phân tích vật tư, rồi giá trị vật tư, chi phí vận chuyển, rồi đơn giá chi tiết. Thì cái file với file vừa rồi thì cái sheet tiên lượng của nó chính là sheet dự toán đầu tiên này. Tiếp theo G8 hỏi chúng ta là cái file Excel đó, file Excel gốc đó thì nó dùng phông chữ gì? Hiện nay thì có mấy trường phái, ví dụ như là miền Bắc thì đa số dùng phông là tiêu chuẩn Việt Nam 3ABC. Đấy. Ví dụ như phông .vntham, .vnarean, .vnareanarrow. Đấy. Hoặc là các tỉnh phía Nam như Sài Gòn, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương chẳng hạn thì họ dùng phông Verni, ví dụ như là vnitham chẳng hạn. Đấy. Còn hiện nay G8 thì chúng tôi dùng phông Unicode, là cái phông tiêu chuẩn quốc tế cũng như là được tính là tiêu chuẩn của Việt Nam hiện nay. Ví dụ như các cái phông Tamiroman, phông Arian, phông Arian Arrow, đấy thì nó tiện dụng. Với cái file Excel này thì nó chính là cái phông chữ gốc của nó chính là phông tiêu chuẩn Việt Nam 3ABC. Tiếp theo G8 hỏi chúng ta là có lấy diễn giải khối lượng hay không, mặc định là có. Còn nếu ai đó mà không muốn lấy nó thì chúng ta bỏ tất cả đi. Đấy, giả sử tôi lấy chọn có đi, tôi bấm chấp nhận. Nó lấy xong chúng ta. Ở đây chúng ta để ý là nó lấy thừa một dòng ở đầu này bởi vì cái dòng nó chứa cái thì chúng ta xóa đi. Yes. Và một số dòng cuối có tổng cộng hoặc là cái dòng trống chúng ta có thể xóa đi. Như vậy là G8 nó lấy toàn bộ chúng ta từ các cái công tác ở đây cũng như khối lượng cũng như đơn giá ở bên file Excel. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem bên các sheet còn lại xem G8 đã lấy chuẩn và đã tính đúng chưa. Ví dụ như bên half phân tích vật tư thì G8 cũng phân tích tất cả công tác của chúng ta, tổng hợp vật tư ở đây. Đấy. Bên tổng hợp dự toán chi phí dựng cũng có ở đây. Rồi tổng hợp chi phí dựng, rồi tổng hợp kinh phí, rồi chiết tính. Đấy, cũng có dữ liệu tính toán như bình thường. Rồi dự thầu cũng có dữ liệu như bình thường, chúng ta nhìn thấy ở đây. Đấy. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải nhập cái giá thông báo của xi măng, cát, đá, rồi thép, vân vân ở đây. Thì chúng ta sẽ nhập cái giá thông báo giống như là bình thường, như là một cái phần mềm dự toán G8 bình thường. Mà chúng ta nhập cái file dự toán G8 như bình thường. Giả sử giá 46 đang 105.000. Tôi đổi thành 147.300 đồng. Đấy, ví dụ như cát vàng chẳng hạn, tôi đổi thành 75.300 đồng. Đấy. 147.300 và 75.300 đồng tôi chuyển sang bên chiết tính. Đây ví dụ đang 46 chúng ta đây thì nó đổi cho chúng ta thành 147.300 đồng ở đây. Ví dụ cát vàng ở đây thì nó cũng đổi thành là 75.300 đồng mà chúng ta vừa đổi ở bên sheet giá tháng ở đây. Đấy. Như vậy một cái file đây là lấy chúng ta một cái file công trình như bình thường. Như vậy, như vừa rồi tôi hướng dẫn các bạn là một cái file mà từ một cái phần mềm khác họ đã xuất ra Excel
và G8 đã nhận biết đúng bình thường. Nhưng trong trường hợp, có những trường hợp là cái file Excel đó mà người ta không biết được cái nguồn gốc của nó là từ bên phần mềm nào xuất ra, hoặc là một cái file Excel mà ai đó làm bằng tay trên Excel, thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta cũng vào menu công trình, lấy công trình từ Excel. Chúng ta mở cái file ra để chúng ta xem. Đây. Chúng ta quay trở lại G8. Tôi chọn cái file Excel vừa rồi. Chọn Open. Bây giờ do chúng ta không biết được cái file Excel đó là từ dự toán 97 hay là dự toán gì, hay dự toán thì bây giờ chúng ta sẽ tích vào cái ô ở phía trên là các cột dữ liệu trong file Excel để chúng ta báo cho G8 là cột nào là cột đơn giá, cột nào là cột tên công tác, cột nào đơn vị, cột nào là khối lượng, cột nào đơn giá vật liệu công máy ở đây. Bây giờ chúng ta nhìn sang bên file Excel chúng ta kiểm tra. Cột mã số đơn giá là D, E, F là mã tên đơn vị. Chúng ta nhớ được D, E, F là mã tên và đơn vị ở đây. Đấy, giờ chúng ta chuyển sang G8. Mã số đơn giá chúng ta gọi là D, tên công tác là E, đơn vị là F. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp là cột khối lượng là cột G. Cột khối lượng đây là G. Cột đơn giá vật liệu nhân công máy ở đây là H, G và K. Chúng ta gõ là H, G và K ở đây. Chúng ta để ý ở đây có cột số cấu kiện, chiều dài, chiều rộng, chiều cao và hệ số phụ. Do bên file Excel này nó không có thì chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta để trắng, chúng ta không ghi gì cũng được. Tiếp theo cũng giống như vừa rồi thì G8 liệt kê ra rất nhiều các cái sheet ở bên file Excel là chúng ta lựa chọn sheet nào chính là sheet tiên lượng. Đấy. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra, đây cũng có dự toán, phân tích vật tư, tổng vật tư, giá trị vật tư, chúng ta kiểm tra bên file Excel. Cũng có dự toán, phân tích vật tư, tổng vật tư, giá trị vật tư vân vân. Thì cái sheet tiên lượng của nó chính là sheet dự toán ở đây. Thì chúng ta sẽ chọn là sheet dự toán. Tiếp theo chúng ta để ý ở đây, chúng ta bấm vào các cái công tác này, chúng ta thấy rằng đây là phông.vn-time, phông.vn-arean vân vân. Vậy thì đây chính là cái file nó dùng phông chữ ABC, tiêu chuẩn Việt Nam 3 ABC. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái phông chữ là tiêu chuẩn Việt Nam 3 ABC. Còn tuy nhiên nếu mà chúng ta bấm vào đây bất kỳ mà chúng ta thấy rằng đây là Verni Time hoặc là phông Verni chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn ở đây là Verni. Còn ngược lại nếu mà chúng ta thấy ở đây là phông Tamiroman hoặc là Arian hoặc là Arian Nero mà phông Unicode thì chúng ta sẽ trở về G8, chúng ta chọn là Unicode như ở đây. Tuy nhiên cái file này là file tiêu chuẩn Việt Nam 3 ABC, chúng ta chọn ABC ở đây. Tôi bấm nút chấp nhận. Thì G8 cũng lấy chúng ta như bình thường, tuy nhiên thì G8 cũng lấy thừa một số cột ở phía trên cùng. Không sao cả, chúng ta bôi đen và chúng ta chọn là, chúng ta nháy phải, chúng ta chọn là xóa những dòng đã chọn, hoặc nhấn phím F8 trên bàn phím được. Đấy. Và G8 cũng lấy thừa cái dòng cuối cùng mà bên file Excel nó thừa ra, xóa những dòng đã chọn, yes. Và bây giờ chúng ta đã có một cái công trình hoàn chỉnh. Chúng ta chuyển sang bên giá tháng, hao phí vật tư, tổng hợp vật tư, rồi tổng hợp chi phí dựng, tổng hợp rồi chi tính dự thầu thì đều tính toán cho chúng ta như bình thường, như cái file ban đầu. Phần hướng dẫn sử dụng về cách lấy công trình từ Excel, tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.